Mình chia sẻ tới mọi người một cái script nó rất là hữu dụng trong việc thiết kế lịch Tết nhé. Thì sắp tới Tết rồi, anh em thiết kế sẽ thiết kế rất nhiều lịch Tết. Thì nếu mà thiết kế chúng ta sử dụng template ấy, thì là nó chúng ta sẽ không tùy biến được đúng không? Như là ví dụ như lịch của Việt Nam thì nó có một cái rất là đặc biệt, đó là nó có lịch âm và một số các can chi để ở dưới ấy. Ví dụ mình có một cái mẫu ở dưới này. Bây giờ làm thế nào mình có thể làm nhanh được cái mẫu lịch tùy biến đúng không ạ? Thì mình làm sẽ làm ra một cái template nó như này nhá, các thứ tự các layer nó phải xếp từ trên xuống dưới này, được chưa? Đấy rồi, ví dụ như là cái tháng 11 này ấy, ví dụ đến thứ 6 mình xóa tất cả cái này đi đúng không, xóa cái này đi này. Sau đó chúng ta sẽ tìm đến cái phần thư mục mà mình chia sẻ các bạn này. Thứ nhất là có hai cái là một cái tăng số này, thì các bạn bấm vào tăng số này thì nó bắt đầu từ số 1 đúng không? Chúng ta đánh 1 này. Đấy, thì lập tức tất cả số khác nó sẽ nhảy theo này. Được chưa? Tương tự lịch âm thế, thì lịch âm ở đây mình sẽ điền là 1 tháng 10 này. Rồi, các ngày sau đúng không? Thì được cái tháng 11 này thì nó trùng ấy. Tất cả ngày tháng nó rất dễ. Thì nếu mà bạn làm được thì các tháng khác nó tương tự thôi. Thì đối với số này thì số âm thì chúng ta sẽ quét chọn này. Rồi tương tự thôi, cái này là bắt đầu thứ hai đúng không? Rồi chúng ta cũng sẽ vào cái phần script này. Rồi tăng số này, mình sẽ đánh bắt đầu thứ hai này. Đó. Thì lập tức nó sẽ nhảy lên cho mọi người này. Nhớ là các layer này mọi người phải xếp đúng theo thứ tự nhá. Rồi. Thì tiếp theo đến cái can chi ấy, chẳng hạn mình sẽ quét chọn này. Rồi sau khi mình quét chọn cái can chi ở dưới này, cái phần số 0 này, mình sẽ điền can chi. Thì các bạn sẽ tính xem là ngày ngày bắt đầu này nó là kỷ tỵ đúng không? Rồi chúng ta tương tự vào này, đó là phần can chi đây, mình sẽ đánh kỷ tỵ này. Các bạn nhớ là phải đánh đúng cái phần chính tả nhé, kỷ tỵ này nó đã chuyển chúng ta phần can chi rồi. Cái này nó giúp ích cho việc thiết kế chúng ta tùy biến được lịch Tết đúng không ạ, làm theo cái phần nội dung của chúng ta, đồng thời nó sẽ đẩy nhanh được cái tiến độ công việc.